Chào các bạn, ở trên tay của mình đây đang là Xiaomi 13T, cái điện thoại mới được Xiaomi bán ra tại thị trường Việt Nam. 13T sẽ được bán ra kèm với lại 13T Pro, tuy nhiên thì hai phiên bản này không có quá nhiều sự khác biệt. Chúng ta vẫn có chung một cụm camera, vẫn có chung một kích thước màn hình. Cái phiên bản 13T Pro nó sẽ hơn cái máy này ở dung lượng lưu trữ cũng như là chip xử lý mà thôi. Và đây là lần đầu tiên Xiaomi trang bị cái camera Leica cho cái điện thoại dòng T của họ. Chúng ta đã biết dòng T là một cái dòng điện thoại tối ưu về chi phí, tức là chúng ta sẽ có một cái điện thoại với giá rất là hấp dẫn dựa trên cái cấu hình và cái chất lượng phần cứng ở bên trong. Như chiếc 13T mình đang cầm trên tay đây thì nó có giá bắt đầu từ 13 triệu. Và chào mừng các bạn đến với bài mở hộp và trên tay nhanh chiếc Xiaomi 13T của mình. Ngay từ hộp đựng cái máy này các bạn sẽ thấy một cái logo Leica đỏ, nó tương tự như là những chiếc ví dụ như là 13 Ultra mình đã từng trên tay trước đây. Cái phiên bản mình có hôm nay đó là 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Nếu mà các bạn chọn 13T Pro thì các bạn sẽ có RAM lên tới là 16GB và bộ nhớ trong lên tới là 1TB, cực kỳ lớn. Ở trong hộp máy chúng ta thấy Xiaomi tặng kèm một ốp lưng cũng như là một củ sạc với công suất là 67W. Và với củ sạc này thì Xiaomi nói là chúng ta sẽ mất khoảng 42 phút để sạc đầy cho cái điện thoại này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói về thiết kế của Xiaomi 13T. Về cơ bản thì về cái ngôn ngữ thiết kế thì chúng ta vẫn thấy là 13T nó không khác nhiều lắm so với lại 12T. Trong khi cái cụm camera này nó được cải tiến một chút so với dòng 13 đã ra mắt đầu năm nay. Ở phía trước chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 6,67 inch và đây là một màn hình với tần số quét cực kỳ cao lên tới là 144Hz, một con số có thể coi là khủng khiếp ở trên thế giới smartphone ngày nay. Và cái màn hình này nó cũng có độ sáng rất là cao lên tới là 2600 nits, nó tương tự như chiếc Xiaomi 13 Ultra. Trên thực tế thì mình thấy đây là một cái màn hình đẹp và độ sáng cao. Các bạn thấy là cái phần viền này nó có hoàn thiện nhám và nếu nhìn từ xa thì có thể chúng ta sẽ nghĩ đó là viền nhôm, tuy nhiên thì đây là một viền bằng nhựa và phía sau là một bọc lưng phủ kính với tiêu chuẩn chống nước chống bụi IP68. Khá là đáng tiếc khi mà trên Xiaomi 12T nó có một mặt lưng nhám thì ở trên cái 13T này nó là một mặt lưng bóng và mình thì vẫn không thích những cái hoàn thiện bóng như thế này. Bởi vì nếu mà các bạn nhìn trong video của mình đã lau sạch thì nó rất là đẹp và lung linh. Tuy nhiên thì trên thực tế nó đã khác khi chúng ta cầm chỉ cần dùng trong một thời gian ngắn thôi là những cái dấu vân tay và cái vết bẩn nó rất dễ nó bám lên cái mặt lưng này. Cho nên là chúng ta phải lau chùi thường xuyên hoặc chúng ta dùng ốp hoặc chúng ta dán da, bất kể một cách nào đó để che đi cái vấn đề đó. Đây là cái cụm camera của Xiaomi 13T, theo mình đánh giá thì nó đẹp hơn Xiaomi 13 Pro. Bởi vì cái cụm camera đó nó hơi thô và nó chỉ là một hình vuông đơn giản mà thôi. Còn tới thời điểm hiện tại thì Xiaomi đã hơi vát cái phần vuông của cái cụm camera này. Chúng ta thấy là hai cái phần viền hai bên nó được vát chéo đi. Ở trên đó thì Xiaomi đặt 3 ống kính, ống siêu rộng, ống góc rộng và một ống tele 2X. Tất cả đều là ống kính của Leica với độ phân giải là 50MP và khẩu độ là f1.9 cho ống kính chính. Về cấu hình thì Xiaomi 13T nó sẽ tương tự như là những điện thoại dòng T trước đây. Tức là Xiaomi không sử dụng chip của Qualcomm mà họ sử dụng chip của MediaTek, một công ty ở Trung Quốc. Và cái máy này sử dụng con chip Dimensity 8200 Ultra được phát triển ở trên tiến trình 4mm. Đó cũng là một con chip rất là hiện đại và cao cấp. Và chúng ta cũng có ống kính Leica ở đây. Tức là về thông số thì nó tương tự như là Xiaomi 13 Ultra. Tuy nhiên thì về trải nghiệm chụp hình thực tế của cái máy này thì mình thấy rằng nó không thể nào bằng 13 Ultra được, rõ ràng rồi. Bởi vì 13 Ultra nó là một flagship ở cái tầm cao nhất. Còn dòng 13 Pro hoặc 13T Pro như thế này thì nó ở dòng thấp hơn một chút, cho nên là cái chất lượng hình ảnh cũng như là những cái trải nghiệm về màu sắc nó sẽ không thể nào nó bằng được Ultra. Trên thực tế thì mình thấy rằng những hình ảnh mà mình chụp ở trong điều kiện đủ sáng với Xiaomi 13T nó có độ nét cao, tương phản tốt và màu sắc rất là tốt. Nhờ sự xuất hiện của Leica ở đây cho nên chúng ta cũng sẽ có hai cái profile màu quen thuộc, đó là Authentic và Vibrant. Bên cạnh cái profile màu đó thì Xiaomi năm nay cũng trang bị cho cái máy này một số bộ lọc màu khác và trong đó có hai cái bộ lọc màu mới, đó là trắng đen, tông xanh và sepia. Đó, các bạn thấy rằng mình đang lướt qua rất là nhiều những cái bộ lọc màu có sẵn ở trên cái máy này và nó mang phong cách gì đó của những cái máy ảnh Leica trước đây. Khi mình chọn sang chế độ chụp ảnh chân dung và bấm cái nút khẩu độ này thì các bạn sẽ thấy là mình đang có rất là nhiều những cái profile để chụp chân dung khác nhau. Có thể đó là ống 35, ống 50 và ống 90. Trên thực tế thì những cái chế độ này nó không phải nó sử dụng một cái ống kính để nó cho ra những cái tiêu cự như vậy, mà đây chỉ là những cái chế độ về phần mềm mà thôi. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái ống kính 35 để chụp chân dung ở đây, một cái ống kính 50 để chụp xoa phông cũng như là 90mm mà Xiaomi gọi là soft focus, tức là lấy nét mềm đó. Cái soft focus này nó lấy ý tưởng từ một cái ống kính trước đây rất là lâu rồi của Leica. Vì cái hiện tượng quang sai mà cái ống kính đó nó tạo ra một cái chế độ hay là một cái phong cách nhiếp ảnh đi, có thể coi là nổi tiếng cho đến tận bây giờ. Chúng ta thấy là những cái ảnh theo phong cách soft focus này nó không phải bị ao nét, tức là nó mờ đi toàn khung cảnh, mà trên thực tế thì những cái chủ thể của nó vẫn nét. Tuy nhiên các bạn thấy là cái phần viền xung quanh nó sẽ hơi mờ đi, nó tạo cho tổng thể cái tấm hình rất là mềm trong khi nó vẫn nét. Vì đây là phần mềm xử lý cho nên các bạn sẽ thấy là cái những cái vùng chuyển nét của nó sẽ hơi bị lem nhem và trong những cái điều kiện phức tạp thì nó không cho ra một tấm hình tốt. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta đã có nhiều chế độ và nhiều tính năng hơn để chụp hình và trải nghiệm camera với cái máy này. Ok, đó là cái trải nghiệm nhanh của mình về Xiaomi 13T cũng như là cái khả năng chụp ảnh với ống kính Leica của nó. Cái phiên bản 12GB RAM cũng như là 256GB bộ nhớ trong của 13T được bán ra với giá khoảng độ 13 triệu. Đó là một mức giá rất là tốt cho một chiếc điện thoại với màn hình là 144Hz,
độ sáng 2600 nits và một cấu hình cực kỳ cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo mình đánh giá về điện thoại Android nhé.